Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Sức mạnh số của Điện tử Giang Trí và mình là Như Quỳnh. Nếu như mà có một ngày xấu xí bạn phát hiện ra rằng Facebook của mình đã bị đổi tên vì bị hack hoặc là do một người bạn nào đó nghịch ngợm thực hiện, và nếu như mà bạn cảm thấy khó chịu và muốn quay trở lại ngay lập tức với tên cũ của mình thì đơn giản, bởi vì nếu điều này xảy ra bạn phải chờ đến khoảng 60 ngày để thay đổi nó trở lại. Tuy nhiên, nếu biết áp dụng những kỹ thuật mà nội dung video mô tả thì bạn không phải chờ dài cổ gần 2 tháng đâu, mà hãy làm theo những điều này để mà chúng ta có thể lấy ngay lại được cái tên tài khoản cũ nha. Nào, bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu thôi. Điều đầu tiên đó chính là đối với trang web. Sau khi mở trang web Facebook trên trình duyệt web và đăng nhập vào tài khoản của mình thì bạn hãy nhấp vào mũi tên thả xuống ở góc trên bên phải và chọn vào phần Setting ở menu. Ở trong phần General thì bạn hãy nhấp vào nút Edit ở phía bên phải của phần Name. Lúc này hãy nhập tên mong muốn và thay đổi, chọn Review Change. Màn hình Review Your New Name sẽ hiện ra và cho phép bạn chọn thứ tự tên, họ cũng như là tên đệm hiển thị ở trên Facebook như thế nào. Sau đó thì hãy nhập lại mật khẩu Facebook của bạn trước khi nhấn vào phần Save Change nha. Còn nếu như mà các bạn muốn thực hiện nó trên ứng dụng thì Như Quỳnh cũng sẽ có một vài cách giới thiệu với các bạn. Nhưng mà Như Quỳnh sẽ giới thiệu về ứng dụng Facebook dành cho iPhone. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng các bước tương tự như là Như Quỳnh giới thiệu ở trên ứng dụng với điện thoại Android của mình, mặc dù là các lựa chọn có thể là sẽ khác đi một chút xíu đó. Đầu tiên là chúng ta có thể mở ứng dụng Facebook và chạm vào nút 3 gạch ngang ở góc bên dưới bên phải của ứng dụng. Cái này thì đối với thiết bị Android thì các bạn sẽ thấy nó ở góc trên cùng ở bên phải. Sau đó thì chúng ta cuộn xuống và nhấn vào phần Setting and Privacy. Trước khi chọn Setting thì bây giờ bạn hãy nhấp vào phần Personal Information ở trong phần Account Setting nha. Ở phần dưới của General thì hãy nhấn vào phần Name. Công việc tiếp theo của bạn là nhập tên mới mong muốn vào các ô tương ứng trước khi mà chúng ta nhấp vào phần Review Change để mà xem cái cách tên đó của các bạn hiển thị như thế nào ở trên Facebook. Giống như các bước thực hiện ở trên trang web Facebook dành cho trình duyệt thì bạn cũng có thể thay đổi thứ tự hiển thị tên họ hoặc là tên đệm như ý muốn. Và cuối cùng thì hãy nhập mật khẩu Facebook của bạn và trước khi nhấn vào phần Save Change để mà áp dụng nha. Với các phương pháp trên thì các bạn có thể dễ dàng thay đổi tên của mình ở trên ứng dụng Facebook cũng như là từ trang web. Nhưng mà nếu tên Facebook của bạn đã được thay đổi ở trong vòng 60 ngày thì sẽ thấy là Facebook hiển thị một thông báo với nội dung cho biết là bạn không thể nào đổi tên của mình trên Facebook tại thời điểm này vì tên đó đã được thay đổi trong vòng 60 ngày qua. Tuy nhiên, nếu bạn có thể chuyển tên về trước trong vòng 48 giờ sau khi công việc đổi tên đã được thực hiện thì về cơ bản điều đó sẽ giúp cho các bạn nếu như mà phát hiện kịp thời ai đó đã hack tài khoản Facebook. Dĩ nhiên là nếu bạn đã cài đặt công cụ giúp lấy lại tài khoản Facebook trước khi bị hack thì cái này cũng không cần thiết cho lắm. Lúc này thì hãy vào phần thiết lập tài khoản và tìm đến phần Name ở trong mục General và nhấp vào phần lựa chọn là View Reverse Name. Tiếp theo đó thì hãy nhập mật khẩu của bạn và nhấp lại vào phần View Reverse Name. Nhưng nếu như bạn đã để quá hạn 48 giờ sau khi đã đổi tên Facebook thì bạn cần phải thực hiện theo các bước khác để mà thay đổi nếu như không muốn chờ hết 60 ngày nha. Đầu tiên thì bạn cần đăng nhập vào tài khoản Facebook của mình, và trong một thẻ khác của trình duyệt thì bạn hãy truy cập vào địa chỉ mà mình để ở góc video này. Và bây giờ bạn hãy nhấp vào phần lựa chọn cuối cùng, đó chính là cái phần có tên là I don't see the right option when dismiss, và nhấp vào phần continue. Sau đó thì chúng ta cần nhấp vào một cái phần nữa, đó chính là get started ở phần trang tiếp theo. Tiếp theo nữa thì vào phần continue, và trên trang tiếp theo hãy thay đổi mật khẩu Facebook của bạn và nhấp vào phần next hoặc là continue nha. Đây là bước quan trọng nhất. Bạn sẽ thấy màn hình hiển thị tất cả những cái tên mà mình đã sử dụng với tài khoản Facebook trong quá khứ. Hãy chọn tên mà bạn muốn sử dụng và nhấp vào phần next. Hãy nhấp vào phần skip ở màn hình thứ hai tiếp theo. Cuối cùng là nhấp vào phần go to new feed và bạn đã hoàn tất mọi cái công đoạn rồi. Với cơ bản thì bạn có thể thay đổi thành công tên của Facebook của mình trước cái giới hạn 60 ngày đó. Và đó là cái cách mà lấy lại tên Facebook không cần chờ trong vòng 60 ngày mà Như Quỳnh có thể giới thiệu đến cho mọi người. Và nếu như sau khi xem xong video này mà các bạn thấy là còn những cái cách nào khác hay ho hơn, hãy để lại comment chia sẻ cùng bạn đọc của báo Điện tử Giang Trí nha. Còn bây giờ thì Như Quỳnh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau trên Sức mạnh số của báo Điện tử Giang Trí.